Hello, chào các bạn nha. Rất vui khi các bạn đã quay trở lại kênh Sơn Gym. Thì như các bạn đã biết thì hiện nay có nhiều ngân hàng đã hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng online và phát hành thẻ ATM online tại nhà. Kể từ đó có một loại thẻ được phát hành và sử dụng rất là phổ biến gọi là thẻ phi vật lý. Có những ngân hàng thì hỗ trợ làm online cả thẻ phi vật lý và thẻ vật lý. Còn có một số ngân hàng thì chỉ hỗ trợ làm online cho thẻ phi vật lý mà thôi. Còn thẻ vật lý yêu cầu phải ra quầy để mà làm. Như vậy thì thẻ phi vật lý là gì? Nó có những điểm và khác nhau cũng như là có những ưu và những điểm gì so với thẻ vật lý thì mình sẽ giải đáp cho các bạn ngay bây giờ. Mời các bạn. Rồi, trước tiên các bạn hãy xem ở đây. Trên tay mình đây chính là một chiếc thẻ ATM thông thường. Mình có thể cầm được, nắm được ở trên tay như thế này, gọi là một chiếc thẻ vật lý hay còn gọi là thẻ cứng. Vật lý có nghĩa là chúng ta có thể cầm nắm được như vậy thôi. Còn thẻ phi vật lý hay còn gọi là thẻ mềm thì có nghĩa là không có thẻ thực để mà chúng ta cầm nắm, mà nó chỉ có các thông tin của thẻ được lưu trên hệ thống, chúng ta chỉ có thể xem trên ứng dụng hoặc là có thể ghi chép ra bên ngoài để mà sử dụng chứ không in thẻ ra ngoài, như vậy thôi. Tóm lại là một chiếc thẻ mà các bạn có thể cầm nắm được như thế này thì đó được gọi là thẻ vật lý, còn thẻ mà các bạn chỉ có thể xem trên ứng dụng thì đó chính là thẻ phi vật lý. Hãy hiểu như vậy. Cả thẻ vật lý và thẻ phi vật lý đều có đầy đủ các thông tin như là số thẻ, tháng năm hết hạn của thẻ, tên chủ thẻ v.v. Nhưng mà với thẻ vật lý thì tất cả các thông tin này sẽ được in trên thẻ của chúng ta, như là số thẻ này, tháng năm phát hành, tháng năm hết hạn của thẻ, rồi họ tên chủ thẻ v.v. Còn đối với thẻ phi vật lý thì tất cả các thông tin này các bạn sẽ phải xem ở trên ứng dụng hoặc là ghi chép ra bên ngoài để mà sử dụng thôi. Đó, như vậy. Điểm chung của hai loại thẻ này là cả thẻ phi vật lý và thẻ vật lý các bạn đều có thể sử dụng để mà thanh toán online và liên kết với các ví điện tử như là Momo, VNPay, ZaloPay v.v. nhé. Còn điểm khác nhau đó chính là đối với một chiếc thẻ vật lý như thế này thì chúng ta có thể cầm nắm để mà chi tiêu bên ngoài. Ví dụ như là chúng ta có thể cầm để mà đi rút tiền trên cây ATM của gần như là tất cả các cây ATM của tất cả các ngân hàng trên toàn quốc. Và chúng ta cũng có thể sử dụng để mà quẹt thẻ thanh toán tại các cửa hàng siêu thị, nhà hàng ăn uống, khách sạn v.v. Còn đối với thẻ phi vật lý thì chúng ta chỉ có thể sử dụng online mà thôi. Chúng ta không thể sử dụng để mà rút tiền tại tất cả các cây ATM, cũng như là không thể quẹt thẻ để mà thanh toán tại cửa hàng siêu thị được rồi. Tuy nhiên thì những cái này cũng không quá cần thiết đâu, vì hiện nay có nhiều ngân hàng đã hỗ trợ rút tiền không dùng thẻ rồi. Tất nhiên thì hầu như là chỉ trong cùng hệ thống thì mới có thể rút được nhé. Còn việc thanh toán thì chúng ta cũng có thể thanh toán bằng việc đăng nhập vào ứng dụng, rồi chúng ta có thể quét QR Pay để máy thanh toán, cũng khá là tiện lợi. Tất nhiên thì cũng không thể tiện lợi bằng việc sử dụng một chiếc thẻ vật lý rồi, nhưng mà cũng giải quyết được. Rồi, tiếp theo là ưu và nhược điểm của thẻ phi vật lý so với thẻ vật lý. Đầu tiên là về ưu điểm, đó chính là với thẻ phi vật lý thì phát hành rất là nhanh chóng. Chỉ cần vài bước thao tác ở trên ứng dụng là thẻ phi vật lý đã tự động được phát hành và có thể sử dụng được luôn, chứ không như thẻ cứng nào là phải ra quầy để mà làm thẻ, rồi thì đợi 1 đến 2 tuần để chờ in thẻ, nhận thẻ đó. Rồi, ưu điểm thứ hai của thẻ phi vật lý đó chính là miễn phí. Với thẻ phi vật lý thì hầu như là được miễn phí hoàn toàn, không phải mất phí phát hành và cũng không phải mất phí thường niên, phí duy trì, hầu như là được miễn phí hoàn toàn, không phải mất bất kỳ loại phí nào. Còn thẻ vật lý thì đa số là phải mất phí nhá. Rồi, thứ ba đó chính là sử dụng thẻ phi vật lý rất là an toàn. Chúng ta sẽ không sợ việc đánh rơi thẻ để mà người khác có thể nhận được rồi chi tiêu tiền trong thẻ, thì chúng ta sẽ không phải lo lắng vấn đề này. Chúng ta chỉ cần bảo mật kỹ thông tin của thẻ là được. Rồi, đó chính là những ưu điểm của thẻ phi vật lý so với một chiếc thẻ vật lý. Rồi, tiếp theo là về nhược điểm của thẻ phi vật lý so với một chiếc thẻ vật lý. Đầu tiên là thẻ phi vật lý sẽ hơi bất tiện vì chúng ta chỉ dùng được trong môi trường online. Thứ hai, đó chính là hạn mức giao dịch thường sẽ thấp hơn so với thẻ vật lý nhé. Đó, như vậy thôi. Rồi, như vậy thì các bạn nên dùng thẻ phi vật lý hay là dùng thẻ vật lý? Thì các bạn có thể dùng thẻ phi vật lý cũng được, thậm chí là các bạn không dùng thẻ nào cũng được. Các bạn hoàn toàn vẫn có thể giao dịch online trên tài khoản. Cần rút tiền thì có thể là nhờ thẻ của bạn bè hoặc là ra ngân hàng để mà rút, nhưng mà sẽ hơi bất tiện nhé. Cho nên là theo mình, để mà tiện lợi trong thanh toán cũng như là chi tiêu hàng ngày, các bạn nên sử dụng ít nhất một chiếc thẻ vật lý nhé. Chỉ cần một thẻ vật lý là các bạn có thể rút tiền trên cây ATM của hầu hết tất cả các ngân hàng tại Việt Nam. Nếu là thẻ Visa thì có thể rút tại nước ngoài các kiểu đó. Trường hợp mà các bạn sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng, sử dụng tài khoản của nhiều ngân hàng thì các bạn cứ sử dụng thôi. Nhưng mà chỉ cần sử dụng một thẻ vật lý
của một ngân hàng mà các bạn thích nhất là được. Còn lại các ngân hàng khác các bạn muốn sử dụng tài khoản thì cứ sử dụng bình thường thôi. Các bạn cứ sử dụng tài khoản mà không cần làm thẻ đâu. Hoặc là nếu làm thì các bạn làm thẻ phi vật lý cũng được rồi, đỡ phải mất phí. Bởi vì là với thẻ phi vật lý thường sẽ không phải mất phí. Còn thẻ vật lý là các bạn sẽ phải mất phí phát hành, rồi thì hàng năm các bạn phải mất phí thường niên. Cho nên là không nên sử dụng nhiều. À, có một câu hỏi mình thấy cũng có khá nhiều bạn hỏi, đó chính là có ngân hàng nào cho phép làm thẻ ATM online tại nhà, cả thẻ phi vật lý và thẻ vật lý? Thì câu trả lời là có nhá, có nhiều ngân hàng. Tuy nhiên thì hiện tại mình biết có ngân hàng MB là mình thấy thích nhất. Ngân hàng này đang cho hỗ trợ làm thẻ ATM online tại nhà, cả thẻ phi vật lý và thẻ vật lý luôn. Và không đủ 18 tuổi cũng có thể làm được nhá, chỉ cần có chứng minh dân hoặc là căn cước công dân. Bạn nào muốn làm thì các bạn có thể tải ứng dụng MB Bank qua đường link mình sẽ để ở dưới mô tả video. Rồi mở tài khoản xong là các bạn có thể đăng ký mở thẻ. Các bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết hơn qua video này, cách làm thẻ ATM Visa ngân hàng MB online đây. Mình sẽ để lại đường link của video này ở dưới mô tả video nhé. Rồi ok, chỉ như vậy thôi. Nếu cảm thấy video này hữu ích thì các bạn hãy cho mình xin một like nhé. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký, sau đó nhấn vào biểu tượng hình quả chuông bên cạnh để theo dõi video mới nhất, thú vị nhất từ kênh Sun Gym nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.